phật tử tất cả chư phật đồng ngộ pháp của tất cả các như lai đồng tu tất cả các bồ tát hạnh hoặc nguyện hoặc trí đều thanh tịnh bình đẳng như biển cả đều được viên mãn hạnh lực tôn thắng chưa từng thối khiếp trụ các tam muội vô lượng cảnh giới mở bày tất cả đạo khuyến thiện dân ác trí lực đệ nhất diễn nói pháp không sợ hãi tùy theo câu hỏi đều khéo trả lời trí huệ thuyết pháp bình đẳng thanh tịnh thân lời ý hành thảy đều không tạp trụ chỗ trụ của phật giống tánh chư phật dùng trí huệ phật mà làm phật sự trụ nhất thiết trí diễn nói vô lượng pháp không có căn bồn không có bờ mé thần thông trí huệ không thả nghĩ bàn, tất cả thế gian không thả hiểu rõ, trí huệ vào sâu thấy tất cả pháp vi diệu rộng lớn, vô lượng vô biên, pháp môn ba đời đều khéo thông đạt, đều khai mở hiểu biết tất cả thế giới, dùng trí xuất thế nơi các thế gian làm bất khả thuyết đủ thứ Phật sự, thành trí huệ bất thối vào số chư Phật tuy đã chứng được pháp lìa văn tự không thể nói mà hay khai thị đủ thứ lời lẽ, dùng trí huệ phổ hiền tích tập các hạnh lành thành tựu một niệm, tương ưng diệu huệ, nơi tất cả pháp đều giác ngộ hiểu rõ, như chỗ niệm trước kia tất cả chúng sinh đều nương tự thừa mà bố thí pháp đó tất cả các pháp tất cả thế giới tất cả chúng sinh tất cả ba đời ở trong pháp giới cảnh giới như vậy số lượng vô biên dùng trí vô ngại đều thấy biết được phật tử tất cả chư phật trong khoảng một niệm tùy theo sự ứng hóa mà xuất hiện ra đời ở cõi thanh tịnh thành đẳng chánh giác hiện sức thần thông khai ngộ tâm ý và thức tất cả chúng sinh ba đời mà chẳng thất thời Phật tử chúng sinh vô biên, thế giới vô biên, pháp giới vô biên, ba đời vô biên, chư Phật tối thắng cũng không có bờ mé, đều hiện ở trong đó thành đẳng chánh giác, dùng trí huệ Phật phương tiện khai ngộ không có ngừng nghỉ. Phật tử tất cả chư Phật dùng sức thần thông hiện thân đẹp nhất trụ vô biên xứ đại bi phương tiện, tâm không chướng ngại nơi tất cả thời, thường vì chúng sinh diễn nói diệu pháp đó là Pháp Tràng Đại Na La Diên thứ 10 của chư Phật. Phật tử, những pháp tràng dũng kiện đại na la diên đó của tất cả chư Phật, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh quá khứ hiện tại vị lai và hàng nhị thừa, không hiểu rõ được, chỉ trừ thần lực của như lai gia trì.